Mày trộm tiền ra đây mà. Không à. Trộm tiền đâu. Mày lấy hết cả kết của tao rồi. Đâu được kết. Còn nữa đâu, bỏ ra giản. Bỏ đây. Em bỏ bỏ mang tiền ra. À, lấy tiền của tao đi cho gái à. Bị anh mẹ thằng này. À, lấy tiền của tao đi cho gái à. Bị anh mẹ thằng này. Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Mình là Tùng Bỏng nhá. Mình là Kiên Trổ nhá. Thì ok các bạn, thì hôm nay mình đã nghĩ ra một cái ý tưởng mà nhà mình chôn mẹ mình nhé. Tôi tưởng rất chỉ hay là mình sẽ đi vào ăn trộm tiền mẹ mình nhé. Anh mình sẽ đi. Anh nhớ nghe rồi. Anh có chìa khóa két rồi. Đi của em két rồi. Có. Anh biết số chưa? Anh nhiều tiền. Ui. Đây đấy. Thì anh mình sẽ đi gọi là bay nhảy rồi đi. Lêu lều. Lêu lều. Xong rồi thế là. Thằng cầm máy quay này, chúc mày hôm nay sẽ phải xui mẹ anh nhá. Nghĩa là mày bảo anh là nghe bọn anh đi ra phòng hát, bọn anh bay nhảy rồi ấy. Thì ông về phải mách mẹ anh là để khêu khêu để cho mẹ anh biết là mất tiền ấy. Nhá, được chưa? Thì bây giờ anh sẽ đi vào để trong và sẽ để gọi là phá két. Thì tí nữa mở két ra thì cứ để đấy xong cho mẹ anh và mẹ anh nhìn mẹ anh mới cứ lấy xong là để toang ra anh ạ. Đấy xong bắt đầu thì kiểu mẹ anh về nhà anh kiểu là kiểu vụ trộm kinh hoàng. Đấy. Let's go. Hướng dẫn mở két đúng cách. Sau đây mình sẽ check cam nhé các bạn nhé. Tiền khác, tiền bên nào nó ra. Đợi em này, từ từ em lấy thau. Lấy thau đúng đấy. Lấy thau đúng. Chà tiền đấy. Và nhẫn là ấy nhá. Vèo vèo. Không kín vào nhá. Rồi. Mở ra này. Che mắt làm như các bạn nhé. Ai ôi mà. Ôi số đỏ đấy. Hay mang đi. À, đây là số đỏ. Hay mang hay mang số đỏ đi cắm anh. Đây các bạn ạ, mình sẽ mang số đỏ đi thắm đi bán cái việc chơi bay nhảy. Được anh à, bắt đi lấy số khẩu, bắt được lấy tiền thôi. 1 2 Ủa. Ừ, anh làm gì em mặt rồi em cho nó tao tiền phải thì tao đâu. Ui ui. Ui đau. Mày bảo anh xong. Ui. Đập đây đây. Cái đi nhẹ về giờ. Quá nhiều mơ. Ta. Nghe mày bảo người xong. Ta. Từ anh cất đi mẹ về đấy. Đi cái ngõ nào, cục này em sẽ mang đi đập phá. Biết tao này nhà luôn nhá. Cái sao 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 mà tao đi không? Thôi tôi sẽ ơi. Tiền lắm lắm chặt. Nhá. Trời ơi, em nào số số cái tay đi. Con trai cưng của mẹ. Đấy không. Con trai cưng của mẹ. Thằng cái gì được nhỉ? Con trai cưng của mẹ ăn cái gì được nhỉ? Thích ăn kẹo lấy le. Bạn bè bạn có mà riêng ba mẹ nói là nó không nghe. Rồi mình em sẽ đi ăn chơi nhá. Gọi đi thằng mình ăn. Ô phòng quán hát ở trên phố của em mình. Từ quán nào hát to nhất anh để đi. Đấy, để tao đi, để tao hết vào chứ. Quên. Thế gọi nhỉ? Bây giờ mình sẽ đi. Ok các bạn nhá, anh mình đang có mặt đâu. Em thật kìa mình. Đấy, anh mình đang có mặt mà anh cho mấy trái bia lên em cứ tưởng nhỉ. Bỏ cho anh. Bỏ cho anh. Ôi, em đại xa này, anh cầm đấy. Đấy, đúng rồi. Đấy. Em cầm đi. Hai tí em cầm chung mình nhá. Lấy tiền đâu ra cái hát ở quán hát ra có cả cái có gái bác. Tôi mày đừng có bốc quét. Vâng, hình như bác mày đừng có mục tiêu đi. Cái này sao? Mày sợ đâu. Anh em
ở quán hát ở trên đầu làng kìa bác. Thì anh mình đang có mặt ở phòng hát nhở. Này chốc đây bay nhảy chốc. Thì bây giờ anh mình đang có mặt phòng hát. Bạn tiền gì? Tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều để bao vai. Dạ. Chốc nữa hát hát tầm anh đi được một lúc rồi. Anh quẩn tí em chốc bảo Hào gọi mẹ anh nhá. Để xem phản ứng nào. Xem phản ứng nào. Nhưng mà em sợ lắm. Sợ gì? Mẹ anh hiền lắm. Cũng đây mà gì mẹ anh đầy tiền. Tại gì nhỉ? Con trai cưng của mẹ. Thích ăn gì được. Bác có về chìa khóa nào được không? Qua xe. Thì chắc là anh biết. Bác ơi, sợ tấm ảnh của em luôn. Anh ấy đang ở quán hát đầu làng kìa. Hả? À? Anh ấy đang ở quán hát đầu làng. Thế rồi, điện thoại của tao rồi. Mày hết cả tiền của tao đi rồi. Không còn đồng làng nữa. Alo, mẹ à? Ừ. Mẹ đi đâu đây? Mày đang ở đâu? Con đang đi hát kìa. Con mày hát ở đâu? Mày về đến đây ở đây. Mày về đến đây ở đây. Anh ấy bảo gì bác? Ở đây hát. Bác đừng bảo loa toa mà cho xem. Đang hát bài gì mà? Anh đang hát bài Con Nỡ Mẹ Sao. Anh đang hát bài Con Nỡ Mẹ Sao. Ở đó hẳn không? Ở trên đầu làng. Bác ấy không cháu đưa bác lên. Lên. Mình đưa ra ngoài xem nó đổi nào mà. Đã qua cho sự xa vui nơi con. Tôi nỗi đau mang đi nơi dạy. Còn nữa, chưa hết được. Thì còn. Còn nữa đâu, bỏ ra giản, bỏ đây.
em bỏ bỏ mang tiền. À, lấy tiền của tao đi cho gái à? Anh mẹ thằng này. À, lấy tiền của tao đi cho gái à? Anh mẹ thằng này. Cho mỗi 500 rồi. Cho anh ạ. Bỏ ra đây giả nào. Mẹ ạ. Bỏ đây. Cho mẹ. Cho mẹ. Từ từ hơn nào. Vậy. Con này là con nào? Nhiều con không? Người yêu. Con này mày là con nào? Ở đâu? Mày lấy tiền của tao. Người yêu anh ý. Tiền mang người tiền trả lốt tiền đi, trả lốt tiền. Anh trộm tiền ở đâu? Đây 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 đây. Đây còn 400 này, mới tiêu 100. Vẫn còn nữa, chưa hết được. Mày trả lốt đi. Đi con. Mày ngu đấy. Hả, lấy trộm tiền của ra sao này bỏ đây. À, bọn này giỏi nhờ. Anh gì? Chúng mày. Thằng này về. Con người đó. Về. Nó ngắt trả lốt vừa vào. Hai về. Vừa vào. Vừa vào về anh. Về. Về cơ mà. Không? Không ấy yên, cứ mày cứ về một mình mày đi. Vệ mẹ chúng nó. Không ấy yên, cứ mày cứ về một mình mày đi. Vệ mẹ chúng nó. Để nó đây. Không mày trả tiền hát cho nó đi. Tao không có tiền. Trả tiền hát cho nó. Không trả tiền hát thì hát. Đây hát ăn. Hát thì mày đi mà trả tiền. Tao ơi. Con mẹ một lời xin lỗi. Ok các bạn nhá. Ok các bạn nhá, đấy thì các bạn xem phản ứng mẹ mình nhá. Thì video này mình chỉ gọi là lấy tiền của mẹ mình để xem phản ứng của mẹ mình nào thôi. Nhưng mà thực ra mình không tiêu của mẹ mình nhỉ. Mình tiêu thì tiền đâu mà nhỏ. Không có tiền đâu. Đấy, tao ngoài đít 7 ngày không thấy tối. Thì mình thử xem phản ứng của mẹ mình nào thôi nhá. Thì các bạn nhớ đừng ăn trộm tiền của bố mẹ nhá. Tuyệt đối không nên ăn trộm tiền bố mẹ. Mà ăn trộm tiền bố mẹ mà đi hát là gọi là một cái gì gọi là. Nói chung là anh em mình chỉ thử làm mẹ anh thôi đấy, chung là để xem phản ứng của bố mẹ mình khi mà anh em mình đi ăn trộm tiền đi hát rồi là đi giao gái như nào thôi. Con là mẹ chứ. Tuyệt đối các bạn là không nên làm theo nhá các bạn nhá. Đấy là anh em mình làm video để giải trí thôi, không xem thôi. Anh rút cho 1 triệu phải không? Đừng sai cho một tờ. Tờ 500. Đâu rồi, đâu rồi. Thì nếu các bạn làm video này các bạn tuyệt đối không làm theo mình nhá. Con nợ mẹ một đứa cháu mang.